Nàng nhắn tin gọn lỏn cho hắn: ra chỗ kia nhé. Tìm hắn đập thình thịch. Mọi lần gặp nàng, tìm hắn vẫn đập thình thịch như thế, nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây. Còn lần này khác, rất khác. Nó đập thình thịch từ lúc hắn dắt xe ra khỏi nhà, cho đến khi đi trên đường, cho đến khi đến chỗ kia, cho đến lúc đứng chờ đợi nàng. Trời mùa đông lạnh giá, cái chỗ này thì lại là cái quảng trường thênh thang mà nàng và hắn hay đi bộ. Thành ra, gió máy thổi đến cóng cả người. Đúng cái cảnh đồng không mông quạnh. Thực ra chẳng có ít người qua lại, nhưng hắn lại cảm thấy như chỉ có một mình đang đứng ở đây vậy. Trong một phút chót dại, hắn dám nhắn cho nàng: tớ yêu cậu. Hắn dồn hết cả dũng khí vào đấy, tất cả không chừa một chút nào, một tí tẹo tẹo cũng không. Và đã vài ngày qua rồi, cứ có tiếng động rung nhẹ trên điện thoại là hắn cuống cuồng lao ra cầm lên mà xem, để rồi toàn tin nhắn tổng đài hoặc có một ai đó mà tâm trí của hắn bây giờ không còn có thể tạo ra bộ nhớ để ghi vào nữa. Tuyệt nhiên không hề có tin nhắn của nàng. Hắn hồi hộp, rồi hắn sợ, hắn nín thở, rồi hắn thở dài. Không biết bao nhiêu lần, nhiều lắm. Và rồi với kinh nghiệm yêu đương chỉ đơn thuần là qua phim ảnh, sách báo, một vài diễn đàn dành cho đám thanh niên rảnh rỗi, hắn đi đến kết luận rằng nàng sẽ từ chối hắn. Đại loại với mấy công thức kiểu như là: tớ rất quý cậu đi kèm với, nhưng mà quý, nhớ là quý nhá, và chỉ dừng ở đấy thôi. Hoặc là: tớ không coi cậu như ... kèm với bất kỳ danh từ nào có liên quan đến việc là bạn trai hay là người yêu. Và tệ hơn nữa là chẳng nhắn lại nữa. Đúng rồi, chắc chắn nàng chẳng nhắn lại nữa. Đã mấy ngày rồi, chẳng có lý do gì mà một lời từ chối lại mất thời gian đến như vậy cả. Chắc chắn nàng không muốn dây dưa với hắn nữa. Trời ạ, có thế thôi mà cũng không hiểu, ngu lắm thôi trời ạ. Hắn tự trách mình như vậy. Thôi thì cũng được, dù sao mình cũng đã nói ra, cùng lắm là trở lại như trước khi hắn gặp nàng. Mà như thế đối với hắn cũng là bình thường. Bình thường tốt hơn, chứ không như là đến cuối tuần lại nhộn nhạo trong bụng, cuối tuần lại chờ đến việc đi chơi với nàng, lại mất công phải xem quần áo như thế nào, mà hắn có biết gì về quần áo đâu. Khổ thế cơ chứ. Vậy mà giờ lại phải quay ra ngắm ngắm, vuốt vuốt trong gương để xem liệu mình có bị tệ quá hay không. Đến nỗi mẹ hắn chỉ cần nhìn qua đã bảo: đi chơi với con nào đúng không? Khiến hắn vừa khó chịu vừa dễ chịu, và đáp trả lại rằng: làm gì có ai. Và nhận ánh mắt như kiểu là: thôi mẹ biết, không phải giấu, mà mẹ hắn trao cho. Mặc dù hắn không thích thừa nhận cái việc đi chơi với con nào đấy, bởi vì là chỉ có đi chơi thôi, có gì đâu, làm gì có cái gì xảy ra đâu. Nhưng lại âm thầm trong lòng tự diễn rằng: có cái gì đó xảy ra thì tốt quá. Và thế là mỗi lần đi chơi, hắn lại tìm mọi thứ dấu hiệu mà hắn tự nhủ rằng ông trời sẽ chỉ cho hắn, để hắn biết rằng một cách nào đó nàng sẽ coi hắn hơn chỉ là một người bạn đi chơi cho vui. Nhưng rồi hắn lại tự phủ nhận, kiểu như hắn thấy rằng nàng quay lại với hắn cười tươi ơi là tươi, nhưng lại nghĩ bụng: lúc nào chẳng cười như thế. Hết nụ cười khiến hắn ngẩn ngơ và chỉ dám ngượng nghịu cười lại. Không, không phải, chắc chắn không phải dấu hiệu đấy. Hay như kiểu hắn đi bộ dọc đường hồ với nàng và nàng đụng vào vai hắn làm hắn thấy thích ghê cơ. Nhưng rồi hắn nhận ra đường thì nhỏ và chẳng ít người qua lại, nên là chắc chắn đấy là do nàng trai ngay đó mà vô tình đụng vào hắn mà thôi. Tưởng bở, hắn lại tự trách mình như vậy. Mà chắc chắn là nàng chẳng thích hắn đến thế đâu, chẳng có điểm gì để nàng thích cả. Thôi, đi chơi thế này cũng vui. Nhưng cứ mỗi tuần trôi qua, hắn lại cứ thèm đến cái cuối tuần như thế. Thèm, không phải cái kiểu được thì được mà chẳng được thì thôi, như kiểu rủ mấy thằng bạn đi trên tử, hay là đi cà phê, hay đi uống cái gì gì đó, hay là cái gì đó khác ấy. Thèm ở đây là kiểu cồn cào vô cùng, muốn được nhìn thấy nàng vô cùng. Và thế, mặc dù hắn tìm mọi cách để không cầm điện thoại lên và nhắn cho nàng rủ đi đâu đó, hắn vẫn làm như kiểu không thể dừng lại được. Và mỗi lần làm xong lại trộn rộn, lại khó chịu, lại sợ. Sợ nàng nói rằng nàng bận, không đi được. Có vài lần như thế, khiến hắn buồn chắc đến cả tuần. Lên giảng đường không hiểu các ông các bà giảng cái quái gì ấy. Xem phim chẳng thấy hay, đọc chuyện một tí lại nghĩ kể cho cô đoạn này cũng vui nhở. Xong mới nhớ ra chắc quái gì cuối tuần này được gặp. Xong đến đoạn nhận được tin nhắn nàng rủ đi chơi thì lại cười không ngậm mồm được. Để rồi không hiểu thế quái nào mấy hôm nhắn cho nàng tớ yêu cậu. Không thể hiểu nổi. Hắn lấy cái dũng khí ở đâu ra
tin nhắn trước của hắn với nàng cũng rất bình thường cơ mà, hỏi han nhau thôi cơ mà. Chỉ là nàng bảo rằng cuối tuần này bận thôi mà, chỉ là hắn sẽ cảm thấy hơi khó chịu trong tuần sau thôi mà. Vậy là thế quái nào, hắn lại nhắn cho nàng như thế? Tại sao tay hắn có thể bấm được cái dòng đấy? Rồi là còn nhấn gửi đi đấy cơ, rồi là còn hy vọng rằng cái gì gì đó nữa chứ. Trời ạ, ngu thế không biết. Một tuần chẳng thấy hồi âm, và rồi sau một tuần tự điều đình, tự vấn, tự trách, tự chửi, tự đủ thứ, hắn cuối cùng cũng quay trở lại bình thường, theo một cách nào đó. Có một chút buồn, nhưng thôi, cũng chẳng sao, hắn tự nhủ như vậy. Cho đến hôm nay, nàng nhắn tin gọn lỏn cho hắn, ra chỗ kia nhé. Để giờ hắn đứng run như cây sấy ở đây, không phải do lạnh, chắc chắn không, vì hắn đang đổ mồ hôi, đầu óc chẳng nghĩ nổi bất cứ một cái gì, hoặc là nó đang hoàn toàn trống rỗng, hoặc là nó đang rối loạn theo cách nào đó, hoặc là theo cái cách không thể lý giải được thực tế. Cái sau có vẻ đúng hơn đấy. Hắn cứ đứng ở đó, nhìn chằm chằm về cái hướng nàng hay xuất hiện mỗi khi hẹn hắn ra đây đi bộ. Phải một lúc lâu, lâu, lâu lắm. Lâu như thế vài giờ, rồi có thể là hơn thế nữa. Nàng xuất hiện, xa, rồi gần, gần hơn chút nữa, gần hơn chút nữa, và đứng trước mặt hắn. Hắn vẫn đang chằm chằm nhìn nàng, hắn không biết phải làm gì, mặt nàng lạnh tanh. Hắn vẫn nhìn nàng, nhưng có cảm giác không phải đang nhìn nàng, mà nhìn một sinh vật kỳ lạ ngoài hành tinh nào đó đột nhiên đáp xuống, đem tất cả hồn vía của hắn theo về hành tinh của nó. Mặt nàng vẫn lạnh tanh, rồi nàng chẳng thèm nhìn hắn, mà cứ thế bước về một phía. Hắn chẳng biết phải làm gì ngoài việc bước theo cái hướng đấy, về chỗ hai người hay ngồi nói chuyện linh tinh bên vệ đường. Và đúng thế thật, nàng ngồi xuống trước. Hắn chần chừ một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Không xa quá, không gần quá, rất vừa phải, như cái cách mà hắn và nàng vẫn ngồi nói chuyện với nhau. Hắn quay sang nhìn nàng, như bắt được ánh mắt của hắn, nàng quay đi, rồi quay ngoắt cả người đi, lưng hướng về phía hắn. Đầu óc của hắn vẫn đang không nghĩ nổi bất cứ một cái gì, hoặc nó đang hoàn toàn trống rỗng, hoặc nó đang rối loạn theo cách nào đó, theo cách không thể lý giải được thực tế. Cái về sau nghe có vẻ đúng hơn. Hắn cứ ngồi đó và nhìn chằm chằm về phía trước mặt, rặng tre xào xạc trong gió, đung đưa bên này rồi lại bên kia. Ánh sáng từ phía lăng hắt lại khiến rặng tre mờ mờ ảo ảo. Thỉnh thoảng có người thong dong đi ngang qua, hoặc không để ý, hoặc ghé mắt nhìn hắn với vẻ ái ngại. Có vẻ như đầu hắn đã thôi lý giải, có vẻ như nó đang trở nên trống rỗng. Tự nhiên hắn nhận ra rằng mình không còn hồi hộp nữa, không còn run nữa, không còn thấy sợ nữa. Nhưng hắn vẫn không biết phải làm gì, nên hắn vẫn cứ ngồi đó, chẳng còn nhìn qua về phía nàng, bởi hắn biết nàng vẫn còn ngồi đấy thôi. Thôi, thế cũng là yên tâm rồi. Thôi, thế này cũng được rồi. Hắn thấy mình cười và ngẩng lên nhìn trời. Trời hôm nay thật đẹp, thật rộng, thật thăm thẳm và kỳ bí, thật đen, như mái tóc và đôi mắt của nàng vậy. Và giống như đôi mắt nàng, hắn muốn nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi. Cho nên khi hắn cảm thấy có gì đó chạm vào phía bên cạnh mình, lưng của nàng chạm rất nhẹ, chỉ vừa đủ để xóa bỏ khoảng cách không gần, không xa đó. Hắn quay sang, rất chậm. Nàng cũng quay sang, rất chậm. Để hai mắt chạm nhau, hắn nhìn thấy cả khung trời trong đó. Hắn lại thấy mình cười, và rồi tay hắn tự động vươn ra, vòng qua tay nàng, chậm chậm đam ngón tay của hắn và giữa những ngón tay của nàng, nắm lại. Nàng, theo một cái phản xạ ưng bướng thường trực, muốn giật ra, nhưng hắn không để nàng giật ra. Hắn vẫn nhìn sâu vào ánh mắt nàng như thế, vẫn thấy mình cười như thế, vẫn giữ chặt bàn tay của nàng như thế. Thật lạnh, thật gầy, mỏng mảnh như xương, nhất quyết không mềm đi, nhưng hắn cứ nắm. Cho đến lúc nó ấm lên, lỏng hơn, để ngón tay khẽ chuyển động, khóa lại bàn tay của hắn. Rồi theo cách kỳ lạ nào đó, khuôn mặt của hắn và của nàng cứ thế lại gần nhau hơn, gần nữa, gần hơn nữa. Hắn thấy khung trời đó từ từ khép lại. Thật mềm, thật ngọt. Tớ yêu cậu, đồ ngốc. Nói cái gì tử tế hơn đi. Đồ ngốc. Nếu các bạn thích nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé.
Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com nhé. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!